Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về hai cặp loa cây đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là hai cặp loa cây Kenwood. Cặp đầu tiên đó là cặp Kenwood KST255. Cặp thứ hai là cặp Kenwood KST465. Dòng loa cây sở hữu 3 đường tiếng 2 bát 18, màng carbon gân mút, một loa chung 12 và một loa chép. Hai đôi loa này thì nó có chiều cao bằng nhau. Chiều cao nó rất là cao, loa cao tới 1 mét. Chiều cao của đôi loa này là mỗi một thùng làm cao 1 mét. Chiều rộng là 23 và chiều sâu là 30. Nó có cùng một kích thước. Đằng trước loa, mỗi một thùng nó có lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở đằng trước. Nó có cùng trở kháng là 8 ohm và công suất là 140W trên một thùng. Công suất rất là lớn. Với công suất lớn như thế này thì nó có thể đánh được đa thể loại nhạc. Từ nhạc vàng, bolero cho đến nhạc đan, nhạc mạnh nó đều có thể chơi được. Và chúng ta có thể dùng hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Hai đôi loa này vừa về tại cửa hàng trong ngày hôm nay, loa đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%, chưa thay thế bất cứ một thứ gì. Thùng vách là vuông thành sát cạnh. Tôi quay đằng sau cho quý vị và các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng. Đấy, đằng sau rất là đẹp. Dòng loa được thiết kế theo phong cách loa high-end, rất sang trọng. Đôi loa này nếu chúng ta mua về trang trí gia đình nhà chúng ta thì rất là sang trọng. Bát 2 bát 18 đánh rất là sâu, mềm và mạnh mẽ. Hai đôi loa cây Kenwood này thì nó có giá 7.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này vừa về vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ theo số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, hai đôi loa cây Kenwood này thì nó có giá 7.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.